Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh của Chí Công. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 nha anh em. Hôm nay em sẽ lên một lô nhỏ nhỏ xinh xinh, có hàng độc hàng lạ về cho anh em phát cỏ sân golf rồi luôn ha. Sân golf, sân bóng đá rồi luôn nè. Hàng độc hàng lạ. Giờ có con máy này là hàng Nhật quên xài luôn ha. Bình xăng lớn còn trắng tinh luôn ha. Nhật này xài phí quá. Hàng này còn quên xài nữa. Rồi, hôm nay là 20 tháng 2 nha anh em. Thì những con máy em niêm yết giá trên này thì em sẽ tặng những kèm theo là những cái phụ kiện kèm theo là cản cỏ, tiếp mở mugi, một cái ổ cước, một cái dây đeo và một cây lục giác, một cái lưỡi tròn hoặc là lưỡi dài. Mình muốn lấy lưỡi dài thì lấy, còn lấy lưỡi tròn lấy ha. Mình chọn một trong hai nha anh em. Rồi hôm nay thì em lên là lô D nha anh em, lên lô D. Lô này thì tầm 30 ly cho đến 34 ly nha anh em. Lô nhỏ nhỏ xinh xinh. Giá từ 1 triệu 2 cho đến 2 triệu. Thì anh em vào sân của xem kênh của em thì cho em xin một đăng ký kênh ha. Một đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông thông báo, nhấn vào chữ tất cả nha. Để mỗi lần mà anh em vào xem video thì sẽ có những cái chuông thông báo để anh em chọn những con máy ưng ý và hợp túi tiền nha anh em. Rồi trước tiên thì em vô con này là con D1. Con này là độc lạ luôn anh em ơi. Con này bình xăng trên nhưng mà xài là xài chế quanh bờ gồ ga ngang ha. Con này thì cho anh em về phát cỏ sân bóng đá rồi là ok luôn đó. Rồi con D1. Công tắc nó nằm đây luôn nha anh em, công tắc nằm đây. Ga này là ga bóp luôn ha. Ga bóp luôn. Có cái lưỡi dao luôn ha. Rồi con D1 là nòng 30 ly, giá 1 triệu 3 nha anh em. Rồi tiếp theo là con D2. Bao bốc bao khỏe luôn nha anh em. Con D2. Con này thuộc dòng Hitachi. Con này nòng 32 ly nha anh em, giá 1 triệu 2, bao ship tới nhà luôn. Con này thì nó xài bộ chế là quanh bờ gồ một kim ha. Le gió bật lên là đóng ha, à xuống là giật nổ nha anh em. Hitachi. Con này thì bao mạnh bao khỏe luôn cho anh em về phát cỏ luôn ha. Công tắc gin nó nằm đây, công tắc nhấn ha. Ống cần và đầu bò ghim luôn nha anh em. Tay lái là tay lái hai tay, tay ga là tay ga giữ ha. Rồi con D2, giá 1 triệu 2, nòng 32 ly. Rồi tiếp theo là con D3. Con này thì Nhật nó đã quên xài. Nó quên xài luôn anh em ơi. Con này nó còn rất là mới ha. Con này là con D3. Con này thuộc dòng Kawasaki nha anh em, Kawasaki. Con này nòng 30 ly. Con này là Kawasaki TG20 ha. Rồi con D3 này giá 1 triệu 2 anh em, 30 ly. Cái này thì bộ chế này em đã thay bộ chế 2 số 10 mới ha. Bộ chế 2 số 10 mới cho nhạy nổ và tiết kiệm xăng cho anh em dễ xài, dễ sử dụng luôn ha. Tum liền, tum nhôm.
TG20 Kawasaki. Con này còn rất là mới luôn, mới trên 90% luôn ha. Công tắc là công tắc bật ở đây ha. Mới cỏ gì cái tay lái dài. Cái cản cỏ là cản cỏ zin luôn nha. Đầu bò zin luôn. Rồi con D3 là giá 1,2 triệu nha anh em, nòng 30 ly ha. Tiếp theo là con D4, con này là thuộc dòng GUB. GUB màu vàng, con D4. D4, con này màu giá 1,3 triệu ha, nòng 32 ly, con GUB màu vàng, nó xài tôm liền tôm nhôm nha. Ở tôm này tôm nhựa, tôm liền tôm nhựa. Bộ chế là bộ chế ga ngang mà vú lớn nha anh em, bộ chế zin theo máy luôn. Rồi con GUB giá 1,3 triệu, nòng 32 ly, con D4. Tiếp theo là con D5, con D5 là Isaki TG25. Con này con Isaki nha anh em, Isaki con D5. Con này 24cc nòng 32 ly ha. Rồi giật đi. Bao bóc bao phê luôn anh em ơi, tiếng nổ ngay giòn kháy luôn. Cái nòng nó còn xanh dờn luôn ha. Con này thì em đã lên bộ chế 260 mới nha anh em, nhẹ nổ và tiết kiệm xăng cho anh em luôn. Nó dễ xài, dễ sử dụng luôn ha. Tâm liền Kawasaki 24. Con này tâm liền tâm nhôm ha anh em. Công tắc là công tắc bật đây ha, công tắc bật. Tay ga là tay ga giữ. Ống cần là ống cần zin luôn, đầu bộ zin luôn ha. Con D5 Isaki 24, nòng 32 ly, giá 1,4 triệu. Con này thì anh em về gắn cái bơm nước nữa thì tưới đậu, tưới hành gì là ngon cơm luôn nha anh em. Con này rất là khỏe mà lại giòn nữa. Con D5, nòng 32 ly, giá 1,4 triệu. Rồi tiếp theo là con D6. Con này thuộc dòng Mitsubishi TB nha anh em. Mitsubishi TB. Con này 26cc, nòng 34 ly ha. Nó có trợ lực luôn nha anh em, trợ lực là lò xo ống trong này ha, trợ lực nhỏ ha, cho nên nó giật là rất là nhẹ giật. Nó xài bộ chế là bộ chế quanh bờ gỗ hai kim luôn ha. Còn D6, con này thì nó xài tôm liền tôm nhôm nha anh em. Đây thông số kỹ thuật nữa này, Mitsubishi TB26 ha, TB26 thông số kỹ thuật. Rồi, công tắc nhấn nó nằm đây ha, tay lái là tay lái dài hai tay luôn. Ống cần và đầu bò zin luôn nha anh em. Con D6 26cc nòng 34 ly. Rồi con này 2 triệu nha anh em. Con này giá 2 triệu. Bao ship tới nhà, bao ship tận giường luôn ha. Rồi tiếp theo là con G2K thuộc dòng máy là cơm bánh xu nha anh em. Con này con D7. Con này là G2K 26cc nòng 34 ly ha. Còn rất là đẹp. Em ti rất là phê ha, rất là ấm. Con này thì em đã lên bộ chế 260 mới cho anh em ha, nhẹ nổ và tiết kiệm xăng luôn. Con D7, con này 26cc nòng 34 ly ha. Con G2K, con này đặc biệt là nó xài tôm gời nha anh em, tôm gời tôm nhôm luôn. Công tắc nhấn nằm đây, tay lái là tay lái hai tay, ống cần zin và đầu bò zin luôn ha.
con đê Mỹ giá 2 triệu, nồng 34 ly, 26cc, G2K. Con này thì anh em về phát cỏ, cỏ đế xày cũng được hết ha, rất là mạnh. Phát cước được luôn nha anh em, con G2K. Con này con đê 7. Đê 7 giá 2 triệu, nồng 34 ly. Rồi tiếp theo là một em Makita 264. Con này thì là Nhật cũng quên xài luôn nha anh em, còn rất là mới luôn nha, bình xăng lớn nó còn trắng tinh luôn nè. 264. Con này con D8 nha anh em, giá 1,6 triệu, nồng 34 ly, 26cc. Rồi giật đi. Anh em thấy không, dây giật nè, con dây giật mà nó còn trắng. Con dây giật mà nó còn trắng tinh nè anh em. Cái này là phải nói là Nhật nó quên xài. Con D8 giá 1,6 triệu, nồng 34 ly. Con này quá đẹp luôn anh em ơi. Xài bổ chế là quanh bờ gồ hai kim luôn ha, chế zin luôn ha. Đặc biệt con này là xài tum liền mà tum nhôm nha anh em. Có chữ Makita luôn nè, Makita. Ống cần zin và đầu bò zin luôn nha anh em. Đây em quay lại đây. Đó, con Makita. Anh em thấy không, bình xăng lớn nó còn trắng tinh luôn nè. Makita. Con D8. Makita con D8 giá 1,6 triệu, 26cc, nồng 34 ly. Rồi giá 1,6 triệu anh em, bao ship tới nhà luôn. Cái này thì anh em về phát cỏ, phát cước rồi tưới gãy đều được hết ha. Rồi cuối, chưa cuối. Con này con D9 nè anh em, con D9. Con này thuộc dòng Kubota DB247 Kubota. Con D9. Con này nồng 32 ly nha anh em. Xài bộ chế là quanh bờ gồ hai kim luôn ha. Rồi test đi. Khoan. Em quên giới thiệu với anh em là ở dưới đó là nó xài cái đầu để mình xới cỏ bươi đất luôn nha anh em. Chưa. Cái này thì em chưa có gắn cái cọng dây ga vô cho nên thằng lính của em nó không có kéo ga được nha anh em. Con này là con Kubota 247. Con này cũng Nhật quên xài luôn anh em ơi. Con này rất là mới luôn. Con này giờ rất là mới luôn ha. Này Kubota tum liền, tum còn trắng tinh luôn ha. Cái này thì tay lái là tay lái tròn nha anh em, tay lái tròn. Kubota. Đặc biệt là nó có cái đầu xới cỏ nha anh em, cái đầu xới cỏ. Anh em nào mà có chốt con này thì em sẽ tặng luôn một cái đầu bò về cho anh em cắt cỏ nha, đầu bò để mình gắn cái lưỡi dao vô để mình cắt cỏ nha anh em. Còn cái đầu xới đất đó là riêng nha. Rồi con D9 giá 1,5 triệu, nồng 32 ly ha. 247 Kubota. Rồi, cuối cùng là con D10. Con D10 là con Maruyama 26cc nha anh em. 26cc con D10. Rồi giật đi lính. Rồi con D10 là con Maruyama 26cc nha anh em. 26cc nồng 34 ly, con này giá 1,9 triệu ha. Con này thì nó xài tum liền, tum nhựa. Tay lái là tay lái đôi ha, tay lái hai tay. Gắn cỏ đầu bò zin luôn ha, ống cần zin luôn. Rồi con D10 26cc nồng 34 ly, bao ship tới nhà. Rồi những cái đồ phụ kiện là nó sẽ bao gồm là những cái món này anh em. Tiếp mở mugi, ổ phát cước, lưỡi dao cản cỏ, dao tròn, dao dài luôn ha. Và tặng kèm một cái lục giác cho anh em xài luôn ha. Đây một cái lục giác luôn. Rồi anh em nào vào xem kênh của em hôm nay thì nếu mà chốt con máy nào thì gọi vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Cũng là số Zalo của em luôn. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ.
Rồi xin chào tất cả anh em, chúc anh em một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.